Lốt Tề hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chọn các bạn thí sinh cầu thủ nhí 2020 đã có nhiều kết quả ngoài mong đợi. Các bạn thí sinh từ khắp mọi miền đất nước đã gửi clip ứng tuyển về chương trình năm nay. Và giờ đây là thời khắc quan trọng nhất để chọn lựa ra top 20. Chúng ta hãy cùng chờ xem những gương mặt nào sẽ được lựa chọn vào đội hình đặc biệt này nhá. Trâm. Ôi anh Tước. Em đi đâu vậy? Em đi mua sắm trong đây nè. Sao đi mua sắm hoành tráng vậy? Ủa sao anh em giống bằng đồ cặp quá vậy? Đúng rồi hen. Anh làm cái gì trong cầu thủ nhí? Anh làm huấn luyện viên. Mời em làm bảo mẫu nè, nhưng mà biết anh mà làm huấn luyện viên là em không tham gia chương trình nữa. Sao vậy? Để tại vì anh đâu có chuyên môn gì đâu. Vậy là anh làm bảo mẫu nam, em là bảo mẫu nữ. Nói là em là mẹ của 20 đứa con, thì em muốn là trong mắt con của em lúc nào em cũng phải đẹp, em cũng phải xinh, em cũng phải tươi. Cho nên là em vô đây em mua sắm, em đầu tư cho nhan sắc của mình. Làm bảo mẫu là gì biết không? Là gì? Là dạy dỗ rồi dụ dỗ rồi chăm sóc, chứ không phải là người mẫu đâu, đầu tư vậy. Nhưng mà đem nhiều tiền để làm gì? Vô mua đồ cho anh với. Đi nói, đi. Anh em mua đồ đi. Em mua cho con thôi, không mua cho anh đâu. Ê. Hình như gì nữa? Mình quên cái gì đó. Anh nhớ là bữa nay mình mua đồ cho 20 đứa nhỏ. Mà đâu phải mua đồ của nhỏ đâu, mua đồ của mình không vậy? Hả? Thế cho nãy giờ em mua đồ của em không ạ? Mua giày, vớ, quần áo các thứ. Em nhớ không? Băng keo rồi túi xách rồi đồ đạc để phục vụ cho 20 đứa nhỏ của mình. Em quên hết rồi. Chứ mỗi lần mà đi mua sắm này em không nhớ gì nữa hết trơn á. Trời chết rồi. Sao không nhắc em? Thì anh cũng quên. Lần đầu tiên làm bảo mẫu anh cũng hồi hộp quá. Mày bây giờ phải đi qua mua nhanh lên, mình còn hẹn với anh Hồng Sơn bên phim trường nữa. Hẹn bữa nay để mình tiện chọn ra 20 đứa xuất sắc nhất. Đi nhanh lên đi. Còn chờ cái gì nữa? Tại anh á. Tại em. Tại anh á. Tại em. Anh làm cha mà anh không thương mẫu. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Cầu Thủ Nhí 2020. Vâng, trong suốt thời gian qua thì tất cả ekip chúng tôi đã tỏa đi khắp cả nước để có thể tìm ra những ứng viên để đến với chương trình Cầu Thủ Nhí 2020 lần này. Bây giờ Tuấn Tú sẽ giới thiệu đến quý vị bảo mẫu có mặt trong chương trình. Chào Thanh Thức. Chào Tuấn Tú. Thanh Thức đá tiền đạo cho đội Namza United thì khả năng ghi bàn 100% nếu gua trong thành trống và 50% nếu mà có thủ môn. Và 10% nếu có thêm hậu vệ. Bây giờ thử vài kỹ năng như thế nào. Tôi có thể lừa làm thủ môn đi. Đấy, ui đúng nghề luôn đấy, đúng nghề thủ môn đấy. Rồi, tôi nói Tướng nghe. Rồi. Bên cạnh mà tiền đạo với thủ môn á. Tướng qua đây, đi. Đây. Đó, thế là tôi đã vô. Đó, đây là thủ đoạn mình lừa thủ môn. Đó là một kỹ năng mà Thanh Thức thường diễn trên sân bóng. Được, tôi công nhận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp một bảo mẫu thứ hai rất là xinh đẹp. Tuấn Tú rất là thích. Xin được giới thiệu bảo mẫu Hồ Bích Trâm. Em vừa nghe anh nói là rất là thích đúng không? Đúng rồi. Em đúng không? Dạ, em rất là thích anh. Dạ. Cảm ơn nhé. Dạ. Ủa, em làm bảo mẫu chung với anh mà phải đứng gần anh chứ em đứng gần em đi đâu được. Thôi mọi người đừng có giành lộn em đi chạy được không? Đừng kém em. Cái thứ hai này là thực ra hai bảo mẫu là chung thật đấy, nhưng mà về sau phải chia ra hai đội đúng không? Dạ, đúng. Cho nên là một cái sự cạnh tranh nó lớn lắm. Trong bóng đá nhá là nó phải có thi đấu đối kháng đúng không? Hai đội đá với nhau, đội nào thắng thì đội đấy là ăn giải thôi. Mà em có kỹ năng gì để đối kháng với anh không? Anh mới chỉ có một kỹ năng ghi bàn rất ngầu đó là anh lừa thủ môn. Dạ, thực ra thì ngoài làm diễn viên ra thì em cũng rất là đam mê và yêu thích thể thao, đặc biệt là môn đá banh. Tại vì hồi nhỏ thì lúc mà sinh ra thì tất cả mọi người trong xóm ai cũng nghĩ em là con trai hết. Tại vì em đi thả bò với người ta, em đi đá banh không à. Phải nói thật là Hồ Bích Trâm, tôi thấy là cái dáng điệu chạy chiếc của bạn là trông cũng rất là khỏe khoắn đúng không? Bạn đá ở vị trí nào? Dạ em thì không có kỹ năng lừa đâu anh. Tại vì lừa thì có anh Thức giỏi thôi. Còn em thì mình chỉ cũng có biết tâng bóng nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Làm vài đường thử coi. Dạ, làm vài đường thử. Dạ, em nghĩ là hai anh nên né đường quyền của em ra chứ không. Phải ghi bàn thật nhiều. 2, 3, 4, 5. Ôi thôi được rồi, thôi thế là được rồi. Bây giờ nếu mà được 50 quả thì yêu cầu là tất cả trai đẹp ở đây đi ra chỗ khác. Tại vì đứng trước trai đẹp là không bao giờ em làm được đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ với nhân vật quan trọng nhất của chương trình Cầu Thủ Nhí 2020. Anh chính là huấn luyện viên trưởng của chương trình, kể cả nghệ danh của anh ấy cũng rất là đặc biệt. mà Tú nghĩ là trên thế giới này hình như là không có cầu thủ nào có nghệ danh là công chúa cả. Cựu danh thủ quốc gia Nguyễn Hồng Sơn. Đấy, đúng không? Chào anh. Xin chào. Xin chào. Chào công chúa. Huấn luyện viên trưởng Hồng Sơn được gặp với một cái dàn, trước mắt là một cái dàn MC bảo mẫu. Phải nói rằng là với cái thể hình nó rất tuyệt vời, cao to, đẹp trai và cả xinh gái nữa. Đến với chương trình Cầu Thủ Nhí năm nay 2020 thì ban tuyển chọn cũng như là ban huấn luyện cũng sẽ đưa ra những cái tiêu chí mới, cũng như là các cái bài tập về chuyên môn làm sao đó phù hợp cũng như là sát với thực tế. Và bên cạnh đó thì đẩy mạnh được các cái vấn đề về chuyên môn cho các em. Đó chính là cái mục tiêu cũng như là cái tiêu chí của chương trình. Ngoài những nhân vật cố định đó là huấn luyện viên trưởng, hai bảo mẫu thì sẽ có những nhân vật khách mời rất thú vị sẽ đến với chương trình Cầu Thủ Nhí 2020. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với quả bóng vàng 2008, 2009 còn được mệnh danh là hoa khôi bóng đá. Xin được giới thiệu Ngọc Trâm. Khách mời hoa khôi bóng đá Ngọc Trâm, tuyển thủ Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2009, cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2008, vua phá lưới năm 2008 và 2009, quả bóng vàng năm 2008, 2009. Hoa khôi, hoa khôi, nói là 2 năm liền đạt giải quả bóng vàng, và một lý do đạt giải quả bóng vàng đó chính là cô ấy xinh quá, cho nên là các nhà báo bỏ phiếu rất nhanh để có thể bầu chọn cho cô ấy. Anh Sơn bảo vệ em đi, làm sao mà đá bóng hay thì chỉ mỗi xinh đẹp được bóng vàng, đúng không? Ngọc Trâm nói rất là đúng. Là sau này khi cách đây cũng vài ngày thôi thì các nhà báo có nói là thời điểm đó ngoài chuyên môn ra thì họ cũng có một chút ưu ái là vì xinh đẹp ngoại hình. Thực ra là phiếu là họ đã đánh giá trên chuyên môn rồi, nhưng khi rút ra bỏ, rút rất nhanh, rút vào vạch đỏ. Các anh Sơn và Trâm có lẽ là huấn luyện viên gắn bó lâu nhất với chương trình Cầu Thủ Nhí. Đến với bóng đá thì mọi người có thể chỉ nhìn thấy những vinh quang, rồi quả bóng vàng hay những huy chương vàng, nhưng mọi người cũng phải biết rằng là để được những thành công đó thì ví dụ Trâm chẳng hạn, thì Trâm đã từng gãy tay này, từng đứt dây chằng này, từng bị đầu gối này, đại loại là khi mà mình bị chấn thương vì về đến nhà thì bà của Trâm thương xót đến độ mà thôi mày còn mỗi cái cổ nữa thôi là còn không đau thôi, nên là cố gắng làm sao mà giữ gìn sức khỏe. Xin được cảm ơn Ngọc Trâm và cái người bạn đồng hành cùng với bạn ấy và với chương trình ngày hôm nay sẽ là một cầu thủ cực kỳ cao to, lực lưỡng, khỏe, hoành tráng lắm. Xin được giới thiệu diễn viên Xuân Nghị. Khách mời diễn viên Xuân Nghị, diễn viên 2 được nhiều bạn trẻ yêu thích, diễn viên nam ấn tượng của VTV Award 2020. Hay quá đó. Cảm ơn anh vì những lời hoa mỹ đó dành cho em. Thực ra thì trong cái khoảng thời gian mà em còn chơi bóng ở thôn á, cái lúc mà em còn nhỏ, em còn kỹ thuật đang còn cao á, thì tất cả các vị trí em đá đều tốt hết. Lớn lên em rời sang cái sân cỏ ở thôn thì vị trí duy nhất của em đó là thủ môn thôi. Đối với em á, bóng đá giống như là nghệ thuật, cần phải có ý chí, nhưng mà trước khi có ý chí là mình phải có sự đam mê, mạnh mẽ thì mới có ý chí được. Bên cạnh đó thì sự nhanh nhẹn, khéo léo và bền bỉ cũng là những cái tiêu chí mà đối với các cầu thủ Việt Nam chúng ta. Tuy cái thể hình không được cao lớn, không được to, nhưng chúng ta cũng có thể thấy rằng sự nhanh nhẹn, sự khéo léo và sức dẻo dai nó cũng là một cái yếu tố. Chúng ta đã có những cái hình tượng như Quang Hải, như Công Phượng, hình như vậy thôi, nhưng sẵn sàng thi đấu với cả các cái đối thủ. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Cầu Thủ Nhí 2020 để cùng đến với thể lệ để bình chọn. Thẻ xanh này sẽ tương ứng với 3 điểm, các bạn nhớ nhé. Và đây là thẻ vàng. Thẻ vàng trong bóng đá là chúng ta đã bị hơi có lỗi một chút rồi đấy, thì là sẽ tương ứng với 2 điểm. Thẻ đỏ thường là trọng tài rút thẻ đỏ là ra sân, đúng không ạ? Ở đây sẽ được 1 điểm. Riêng với huấn luyện viên trưởng Hồng Sơn thì tất cả những thẻ của anh sẽ được nhân đôi số điểm và anh sẽ là người quyết định cuối cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị trí đầu tiên, một vị trí rất quan trọng cũng như rất đặc biệt ở trong đội bóng. Xin mời. Vị trí thủ môn, Vai trò chính của thủ môn là bảo vệ khung thành đội nhà và ngăn cản đối phương ghi bàn. Thủ môn là cầu thủ duy nhất trong đội được phép chạm bóng bằng tay. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chúng ta có những cái tên nổi bật như thủ môn Nguyễn Thế Anh, Trần Minh Quang, Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Lâm, vân vân. Và bây giờ, hãy cùng điểm qua các gương mặt thủ môn nhí của chúng ta nào. Xin chào chương trình Cầu Thủ Nhí 2020. Mình là Nguyễn Thị Hường, hiện là mẹ của cháu Trọng Vĩ. Hôm nay là lần đầu tiên cháu được ra sân và đấy là cái niềm mong ước của cháu từ lâu được tham gia chương trình Cầu Thủ Nhí, nhất là chương trình Cầu Thủ Nhí 2020. Bạn này là bạn ấy sinh năm 2009, 11 tuổi. Thì hiện tại là đang tập bên trung tâm CFF. Cái bất lợi một chút của con đấy là trước đây thì con là cầu thủ Tuyên vì cái thể hình của con rất là cao to ấy. Bởi vậy là sau khi huấn luyện viên thủ môn xem thấy thì chuyển sang con là bây giờ chuyển bắt gôn. Cái thể thức thi đấu ở sân 7 nếu mà bạn ấy chơi được cả vị trí thủ môn và có thể chơi được bằng chân nữa thì cũng rất là tốt. Có những cái quả phản công hay những quả chuyền đấu xa. Như Trâm nhìn thấy là có khả năng tiềm ẩn là thủ môn có một cái gì rất là quái, rất là dị. Gôn thì thường hay là phải dị một chút. Chắc là Tú biết đúng không? Nghĩ cũng gôn đúng không? Hay đu xà lắm. Hay hơn là có biết nói tiếng Pháp nhé. Đấy em mà nhìn rồi. Vô con mắt em thấy là đẹp trai trước đã. Tương lai sẽ là một hot boy của làng bóng. Làng bóng đá đi. Dạ đừng làng bóng không nhé. Làng bóng nhạy cảm quá. Xuân Nghị là em chọn là tại vì đẹp trai và tương lai là hot boy của làng bóng đá. Thế còn Xuân Nghị sao? Thẻ gì? Chắc chắn là thẻ xanh rồi. Bởi vì đối với thủ môn giống như là anh Hồng Sơn phân tích ấy, thì thủ môn cần phải có một cái ngoại hình to cao để mà không chiến đẩy những cái tiền đạo của đội bạn. Đã có hình thể tốt rồi, bạn ấy chỉ cần trau dồi về cái kỹ năng nữa thôi là có thể trở thành một thủ môn giỏi. Với bạn này thì có lẽ Trâm cũng sẽ cho bạn tặng bạn thẻ xanh với cái thể hình gần như là vượt trội và có lẽ cái ngoại ngữ, cái vốn ngoại ngữ cũng là một cái điểm cộng. Chắc chắn rồi, mình sẽ thẻ xanh luôn với cái số đông. Có vẻ như con chưa thể hiện được nhiều. Vẫn cần thêm nhiều thời gian nữa để con trau dồi cũng như kỹ năng cũng như về cái phản xạ. Hy vọng rằng năm sau con sẽ quay lại. Hẹn con nào. Em cũng có đồng quan điểm với chị. Thôi, Nghị ơi, Nghị đừng đồng quan điểm với chị đi em. Cái đoạn video vừa rồi thì có sự can thiệp của kỹ thuật cho nên là em mới thấy là tốc độ nhanh hơn. Hẹn gặp con năm sau. Cảm ơn Xuân Nghị. Nhưng những người trực tiếp mà đi ngày hôm đó chính là Hồ Bích Trâm đúng không? Thì đúng là khi mà mình coi một cái clip ngắn như vậy thì không có thể nào mà mình biết được là kỹ thuật hay là khả năng của bé tới đâu. Nhưng mà em là cái người mà tiếp xúc với bé thì phải nói là bé rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà có một cái điều mà em thấy là bé rất là rụt rè, có nghĩa là chưa có mạnh dạn lắm, cho nên là em thấy là bé bị khuyết điểm ở chỗ đó thôi. Mọi người cho thẻ đỏ rồi, giờ mình phải cứu bé lại thôi. Em vẫn quyết định là chọn thẻ xanh à. Hình như nhà bạn này bán cháo đúng không? Nhà bạn bán cháo và bạn rất là giỏi luôn, là lúc nào mà rảnh rỗi không đi học là sẽ phụ ba mẹ bán cháo. Đấy là một điểm cộng đấy, là mà Trâm ăn cháo đấy nhiều rồi thì phải thẻ xanh thôi. Thôi anh thấy mọi người chắc anh nghĩ là cô bé này năm sau sẽ có nhiều điểm ưu hơn thì anh vẫn không cho thẻ đỏ thì anh sẽ giữ thẻ vàng. Nghĩa là vẫn cho điểm, anh vẫn cho một cơ hội. Có thể như Thanh Thức nói, cho bạn ấy cơ hội sang năm để bạn có thể rèn luyện thêm và bạn ấy làm sao đó có cho cái thể hình nó nhanh nhẹn, ăn cháo nhiều hơn nữa, ăn cháo nhiều hơn, vận động nhiều hơn nữa. Khi đó thì cái sức phản xạ, sự di chuyển nó sẽ phù hợp hơn. Với tôi thì và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ứng viên tiếp theo có cái tên rất hay, Tuấn Tú. Tên Tuấn Tú em đâu thấy đâu hay đâu. Tôi thấy hay. Bạn này thì là Hồng Sơn đi tuyển chọn, cái thể hình thì cũng rất là tốt, rất tuấn tú, em rất là tuấn tú. Thật ra thì bạn thì tất cả mọi thứ đều ok hết, trừ cái tên ra, trừ cái tên ra. Qua cái video thì em thấy là thứ nhất là bạn đẹp trai, là điểm cộng của em phải không? Dạ, điểm cộng là cứ trong mắt em ai đẹp trai là cứ chọn thôi à. Còn về chuyên môn thì em không có rành, nhưng mà em thấy bạn là rất là nhanh nhẹn và nắm bắt những cái gọi là khi mà kỹ năng á, em quyết định là chọn Hồng Sơn. Tôi phải suy nghĩ lại bởi vì mình cứ bình tĩnh, mình phân tích tiếp đã, xong rồi. Ý anh nói là từ cái màu vàng xuống cái màu đỏ. À không, Tuấn Tú đẹp trai làm MC hay rồi đó, còn đá bóng thì tôi phải suy nghĩ lại gì đó từ màu vàng. Cái đi ra đi vào của bạn ấy thì rất là hợp lý. Em cần cho bạn ấy thời gian, cần cho gia đình bạn ấy thời gian ra. Cái tên nhỉ? ra phường sửa lại cái tên. Tôi nghĩ là Xuân Nghị đang đây là số cuối cùng mới xuất hiện trong chương trình. Cao to, tuy nhiên thì con hơi bị chậm. Có lẽ nếu mà con được đi tiếp vào vòng trong thì anh Sơn phải có những bài tập làm sao cho con giảm cân đi. Cho Tuấn Tú. Ngọc Trâm bắn một cái tên mà trúng hai đích, là ý nói là phải đi giảm cân. Qua quan sát cái sự hoạt động của bạn trong khu vực cầu môn ấy, thì khi đối diện với các tiền đạo đối phương thì bạn ấy nhanh chóng di chuyển cũng như là khép góc và ra vào phải nói tương đối hợp lý, và kể cả việc là phản xạ. Với tôi thì đó chính là cũng là một cái điểm cộng để tôi có cái sự tính toán cũng như là lựa chọn. Huấn luyện viên trưởng người ta có con mắt tinh đời lắm, nhìn thấy Tuấn Tú là người ta hiểu ngay là đá bóng hay rồi. Đấy, cho nên là Tuấn Tú, bạn cứ yên tâm là con vẫn còn cơ hội để đến với vòng sau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bạn Nguyễn Ngọc An Sang, một ứng cử viên tiếp theo. Hơi tròn một tí nhưng mà rất là rắn chắc thôi. Đấy, nhưng quan trọng tròn, nhưng mà phải xem cái kỹ năng của bạn như thế nào. Có nhiều người thủ môn to lắm nhưng mà họ chơi rất nhanh đấy. Bạn này có đôi mắt Hàn Quốc ạ. Rất là siêng năng ngoài nắng, tập luyện ngoài nắng. Mùa bạn này có vẻ chăm chỉ đấy. Còn tay khéo léo, ở nhà cũng mang găng tay. Qua clip thì tôi thấy là bạn cũng có vẻ là nhanh nhẹn, cũng tâm đắc nữa. Đó chính là cái sự độc lập. Vị trí thủ môn ấy gần như trong một trận đấu là họ cứ phải tự lực ở một mình, không có đồng đội, không có được trò chuyện với ai, hoặc là gì, họ chỉ có tự bản thân họ hò hét và đối mặt với cả đối phương. Nói chung thì tôi cũng sẽ cố gắng làm sao đấy để cho bạn ấy một cơ hội. Vâng, tôi đưa trước luôn đó, để xanh luôn. Vậy tôi có hai yếu tố. Thứ nhất là bạn này rất là quyết đoán rồi, rất là có tính chất thủ lĩnh. Thứ nhì nữa, sống với bà là chắc chắn là một người phải giỏi, tại vì phải giúp đỡ bà mình. Một người rất có nghị lực trong cuộc sống, một người mà có nghị lực thì chúng ta sẽ cho một cơ hội để bạn đó có nhiều điều kiện để phát triển tài năng của mình. Em cũng thấy được là bạn là một cái người vượt qua được cái số phận cũng như là cái hoàn cảnh của mình. Phải sống với bà thì em nghĩ là bé phải rất là ý chí và rất là mạnh mẽ luôn. Và điều quan trọng hơn sẽ xanh luôn, đúng không? Về cái vấn đề chuyên môn có lẽ thì anh Hồng Sơn sẽ nắm bắt được hơn. Còn cá nhân Trâm, cái riêng trường hợp này có lẽ Trâm xin là về vấn đề tâm lý, về vấn đề hơi nghiêng về một chút, về vấn đề của tình cảm, thì Trâm sẽ cho con. Đừng cười không như thế em. Chương trình đâu có thuê em đến để cười. Rút thẻ đi. Đối với em thì khi mà em xem đoạn clip xong thì em biết được cái hoàn cảnh của bạn như vậy. Thì những bạn mà bị thiếu thốn tình cảm như vậy á, em thấy bạn ấy nhổ tóc sâu rồi giúp bà làm khoai mỡ, gọt khoai mỡ, thì bạn ấy là thể hiện là một người sống rất tình cảm. Đa số những người mà khó khăn như vậy thì sẽ có một cái ý chí, và nếu như đam mê thì sẽ là đam mê thật sự. Và nhìn vào ánh mắt của bạn thì một cái sự kiên định của một thủ lĩnh. Cho nên là nếu như mà có 10 thẻ xanh thì em cũng chọn 10 thẻ xanh. Ở vị trí thủ thành này có rất nhiều các bạn ứng tuyển từ nhiều nơi. Các gương mặt nổi trội còn có Nông Văn Tiến đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Sơn đến từ Bắc Giang, Đức Duy đến từ Đồng Nai. Tất cả đều có tố chất thủ môn. Và bây giờ hãy xem những đánh giá và bình chọn của ban huấn luyện và các vị khách mời nhé. Và bây giờ thì xin mời những khách mời và bảo mẫu của chúng ta cũng như là huấn luyện viên trưởng sẽ bình chọn cho bạn Đức Duy. Xin mời. Wow. Một thẻ đỏ và 4 thẻ vàng. Một bạn cũng nhanh nhẹn nhưng với thể hình rồi đáp ứng về chuyên môn là tôi cho rằng là vẫn chưa lọt vào mắt của tôi. Vâng. Có lẽ để so sánh với những thủ môn ở những clip trước thì Trâm thấy bạn này vẫn còn thiếu. Thứ nhất là cái thể hình và không bằng những bạn khác nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bạn Nông Văn Tiến. Một thẻ đỏ, một thẻ vàng, một thẻ đỏ trực tiếp. Chuyên môn của bạn thì cũng chưa có cái thể hiện gì được nhiều so với cả những cái bạn mà chúng ta đã xem qua cũng như chúng ta đã tuyển chọn. Thường thì những người trên sân đều có năng khiếu về bóng đá. Ban đầu thì em có nhìn thấy bạn ấy gấp chăn mền và xịt tắm cho heo. Nói về cái tư cách, về cái con người của bạn ấy, thì bạn ấy là một người mà rất là chỉnh chu và sạch sẽ. Có nghĩa là cái sự quan sát coi là con heo nó dơ chỗ nào. Đúng rồi. Thì bạn có thể vận dụng ở trên sân bóng là mình có thể quan sát được là bóng sẽ bay về hướng nào. Dạ vâng. 2 thẻ xanh, đúng rồi, tuyệt vời. Ngọc Trâm thì chọn thẻ vàng. Suy nghĩ à? Thẻ vàng. Đúng rồi, vì Trâm thấy rằng là vẫn còn phải thêm những ứng cử sau để mình có thêm sự lựa chọn. Cái tiêu chí trong thủ môn thì ngoài cái sự dũng cảm, cái sự phản xạ, tư cách là thủ lĩnh, thì cái việc như lúc ấy tôi nói thì là cái thể hình rất quan trọng. Chúng ta thi đấu với các cái đối thủ to cao mà nếu như chúng ta không có thể hình tốt, không có cái sải tay nó dài thì những cái đường bóng bổng, những cái đường mà làm chủ cái khu trung tuyến thì cũng rất là khó để mà bảo vệ cái mảnh lưới của mình. Tôi thì tôi cũng phải có cái tính toán thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bé Nhật Cường. Đây là một cái trường hợp rất đáng tiếc của cái mùa năm ngoái, khi bạn có trong danh sách trúng tuyển vào top 10. Thế nhưng vào đúng cái thời điểm đó thì mẹ của bạn ấy lại đang bị bệnh, nằm ở bệnh viện. Cả những cái tình cảm của gia đình bạn ấy dồn hết cho người mẹ và bản thân bạn ấy cũng vậy. Năm nay thì cái sự suy nghĩ của bạn cũng có thể là bạn ấy đã là một cái thành viên chính thức của năm ngoái thì bạn có thể tự tin hơn. Tôi thì tôi vẫn cho bạn một cơ hội. Vâng, anh Hồng Sơn đã cho thẻ xanh này. Nhưng nhiều cầu thủ là phải đưa lên, nhưng nhiều cầu thủ là phải kéo họ xuống mặt đất, đúng không ạ? Thì đôi chân của họ mới vững được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một vị trí rất là quan trọng ở trong bóng đá, đó là vị trí hậu vệ. Vị trí hậu vệ, lịch sử bóng đá Việt Nam đã cho ra lò những tên tuổi sáng giá như Trần Công Minh, Đỗ Văn Khải, Vũ Như Thành, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu. Đây đều là những tường chắn vững chắc để bảo vệ khung thành trước mũi tiến công. Hãy cùng xem qua những gương mặt cầu thủ nhí nào đã ứng tuyển vào vị trí này nhé. Thì như anh Hồng Sơn có nói là chúng ta có rất nhiều những cái hậu vệ nổi tiếng trước đây. Ví dụ như anh Đỗ Khải này, ví dụ như là Hữu Thắng này, Đoàn Văn Hậu này, đúng không? Là cầu thủ trẻ mới đây cũng rất là nổi tiếng và anh ấy sang huấn luyện viên đá, đúng không ạ? Duy Mạnh, Đình Trọng. Duy Mạnh, Đình Trọng, vâng, rất nhiều hậu vệ tốt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem tiêu chí của nó sẽ là gì. Với tôi thì đó là cũng là cái thể hình, sự dũng cảm và phán đoán tình huống, cũng như là có sự bọc lót cho đồng đội, tham gia tấn công cũng như là phòng ngự, người chỉ huy ở cái tuyến dưới. Cộng với thủ môn thì người trung vệ, người hậu vệ bao giờ cũng có cái sự bao quát tổng thể. Anh ta có thể nhìn từ dưới lên đối thủ ở đâu, trái, phải, và kể cả việc là khi có người nhà hay người yêu ngồi trên khán đài xem thì anh ta cũng có thể quan sát được. Ngày xưa anh Hồng Sơn được may không đá hậu vệ, đúng không ạ? Không thì cứ nhìn bà xã ở trên và đá suốt. Bản thân Tuấn Tú nghĩ nó còn có một cái điều rất quan trọng, đấy là thể lực của các bạn phải rất tốt. Bởi vì các bạn ấy phải lên công này, về thủ này, là như đeo bám, cứ đeo bám này, và đặc biệt là cứ chạy dọc hai cái đường biên của nó rất là dài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những vị trí hậu vệ ứng cử viên là những ai. Xin mời. Hình thể có vẻ giống như anh Hồng Sơn ngày xưa à. Kiểu cũng lùn lùn ha. Ý là thế nào? Ý là thế nào hả Nghị? Em đang phân tích về cái tỷ lệ chứ em không có nói là lớn nhỏ. Tỷ lệ cơ thể giữa chân với lại lưng. Tỷ lệ chuẩn hơn. Chắc là ý là thế này đây này, chắc là ý tôi biết mà. Không phải. Tôi thấy em rất là thích bàn này. Kỹ thuật thì không còn bàn cãi gì. Tấn bóng rất là đúng nhịp. Đổi bóng cũng rất là đúng nhịp, sút cũng rất là hay vào góc xa, kể cả bộ tóc cũng rất là trau chuốt nữa. Khá là thích bạn này. Dạ. Xanh luôn à? Xanh gì? Xanh luôn, ok. Mình nhìn tổng thể là mình đã đoán được rồi, tức là chuẩn. Để đó mình chọn. Đấy, nó phải là 5 thẻ xanh. Tuyệt vời, chúc mừng cho bạn Tuấn Hiệp. Xin chào mọi người, con tên là Phạm Gia Khiêm, hôm nay con 11 tuổi, con đã vị trí hậu vệ. Bạn có cặp môi quyến rũ quá ta. Nhìn cái màu da rất là rắn chắc. Phải nói là bạn này có một cái màu da đẹp đúng không? Vừa bóng như là sô-cô-la. Đúng rồi, màu nhộm rất đều. Hồ Bích Trâm thấy nào? Anh hỏi đúng người rồi. Em cực kỳ thích những người có đôi môi gợi cảm. Quyến rũ không? Quyến rũ. Và một cái làn môi dày. Đó, quyết định lắm nha. Ra sân á là cái bờ môi này nó quyết định lắm á. Em thấy bạn cũng là một người rất là nhanh nhẹn và có những cái kỹ thuật cũng rất là hay, cho nên em quyết định là xanh. Yeah, tuyệt vời. Một xanh, hai xanh, ba xanh, một vàng, hai vàng. Với bờ môi này anh nghĩ là em thay đổi đi. Anh thích bờ môi này giống anh. Như này đi nhá. Này đi. Đấy là nhờ MC tập đấy, thay đổi luôn. Có bờ môi. Còn anh Hồng Sơn thì thôi, bởi vì huấn luyện viên trưởng mình không nên can thiệp đúng không? Là mình sẽ bị thẻ đỏ đuổi ra sân luôn. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ứng viên tiếp theo ngày hôm nay, đó là một tên giống một nhạc sĩ. Trương Quốc Bảo bắt đầu đam mê đá banh từ năm 2016. Nhà tôi thì có hai bé lớn, Nguyên Long và Vĩnh Nam. Có tham gia chương trình Cầu Thủ Nhí. Nhà bạn này là toàn đá bóng hết. Đến hai anh trai đều đã đạt giải 2016, 2015 của Cầu Thủ Nhí rồi. Sao cái bụng này mà nhiều mỡ thế mà nó vẫn ngập lên được nhỉ? Thế mới giỏi nhỉ? Tôi nói nhá, là chưa chắc những cái cầu thủ như này là chậm chạp đâu. Bởi vì ngày xưa ấy, tôi nhớ có anh Minh này ở Công an Hà Nội đúng không ạ? Anh ấy rất là mập nhưng mà anh ấy chạy, anh Thanh Minh chạy rất nhanh, rất khỏe luôn. Và tì đè cũng rất là tốt nhá. Và các bạn này còn đang rất nhỏ, có thể phát triển và lớn lên thì các bạn ấy sẽ giảm cân. Giống như tôi ngày xưa ấy, tôi đâu có đi được đâu, tôi toàn lăn mà. Nhưng mà đến bây giờ tôi đi được rồi, bởi vì là tôi giảm cân thành công đúng không? Cái này là anh đã giảm cân rồi. Đã giảm rồi đấy, mà vẫn còn được thế này đấy, đúng không? Đừng để tôi phải cầm thẻ đỏ lên. Vâng. Đó. Anh em biết rồi. Bây giờ xin hỏi anh luôn đi. Anh thấy bạn Quốc Bảo này thế nào? Cái thể hình vẫn là cái tiên quyết. Rồi. Bạn ấy vẫn một chút nào đấy hơi bị mập, hơi bị ì ạch trong cái việc chế độ ăn uống. Và kể cả vận động cũng vậy. Vâng. Rất hiếm những cái người cầu thủ chuyên nghiệp có một cái thể hình to béo như vậy mà lại chơi tốt được một cái vị trí nào đó. Đúng, ở cái vị trí hậu vệ thì cũng phải cần là thể hình. Tuy nhiên thì con hơi bị nặng ký một tí. Cái này Xuân Nghị nhìn thì chị em. Chị là hoa khôi mà chị không cho người ta nhìn. Người ta nói cái gì đẹp cần... chị phải để cho người ta nhìn chứ. Người ta sắc phong cái danh hiệu đấy là để nhìn đấy. Chị không cho em nhìn em giận, bỏ em chương trình em về làm ở đâu. Thôi Nghị ở đây. Anh nhìn đỡ em đi, anh nghe chị nói mà anh nhìn em. Tự nhiên cái ngồi kế bên có quay nhìn chằm vậy rồi sao phải nói. Người ta nhìn hoa khôi nhá Trâm nhá. Em cũng hoa khôi vậy. Hoa gì? Nó hôi à? Nó hôi à? Nói chi cho người ta kêu hoa hôi. Bon chen là hoa khôi. Chị thấy không? Vì bảo vệ chị mà em thành hoa hôi á, chị thấy không? Một thẻ đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng loạt để bình chọn dành cho bạn Quốc Bảo. Xin mời. Và bây giờ sẽ là ứng cử viên cuối cùng của vị trí hậu vệ ngày hôm nay. Đó là ứng cử viên Minh Đức. Con ở Sóc Sơn, tuy nhiên thì các buổi tập ở Hà Nội là cách Sóc Sơn khoảng 36 km. Đi xe buýt, tự đi xe buýt từ Sóc Sơn đi về Hà Nội tập luyện. Có những thời điểm mà ngày mưa, ngày gió cũng vẫn đi. Thì vấn đề chuyên môn của con, với cá nhân một huấn luyện viên thì Trâm để đánh giá rằng là con là một cầu thủ tốt và khả năng phát triển đi xa được. Ngọc Trâm có nói là Ngọc Trâm sẽ chia sẻ một chút. Thế nhưng mà tôi thấy chia sẻ là gần như hết nửa chương trình rồi. Xin lỗi cả nhà. Rồi ok. Rồi nói đó. Ủa? Rồi. Đây là lần đầu tiên trong chương trình các bạn ạ. Có cả khách mời ra lấy thẻ huấn luyện viên trưởng. Rồi Tú, mình bắt đầu dơ thẻ. Trâm có gì thích trả lời. Yeah. Trước thì không thể thoát được mỹ nhân kế rồi đúng không? Bạn này tất cả đều đồng ý. Chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ đến một vị trí rất quan trọng, mà vị trí này ấy, mà không có thì thua chắc luôn. Bởi vì đây là những cái con người sẽ phải đeo bám thường xuyên và cản phá đối phương và phải chịu áp lực rất lớn trong trận đấu. Đó là vị trí trung vệ. Cầu thủ đứng cuối cùng trong hàng phòng ngự thường là người lính trách nhiệm tổ chức hàng thủ và cũng là người có trách nhiệm chính duy trì kỷ luật chiến thuật khi phòng ngự. Đó là vị trí trung vệ. Lịch sử bóng đá Việt Nam cũng đã ghi nhận những gương mặt trung vệ xuất sắc như Nguyễn Mạnh Cường, Mai Tiến Dũng, Như Thuần, Bùi Tiến Dũng. Ngày xưa thì mọi người thường nghĩ rằng là trung vệ chỉ cần biết phá bóng, chỉ cần biết lăn xả và chỉ cần biết phá bóng sang hai biên hoặc là đá lên. Tuy nhiên bây giờ với lối chơi hiện đại bây giờ, trung vệ không chỉ cần biết phá bóng mà họ còn phải có phát động tấn công. Những cái điểm họ phá bóng là không phải là ra ngoài, không phải phá linh tinh, mà họ phải đưa bóng lên ở những vị trí tiền đạo và tiền vệ để phát động tấn công thật là nhanh. Con xin chào Cầu Thủ Nhí 2020, con tên Đỗ Thành Hên, năm nay con 12 tuổi, con đến từ An Giang. Em thấy bạn này tướng tá rất là ngon luôn. Rất là rắn rỏi. Không biết phải là em của Hậu Hen không nhỉ? Đẹp. Nhìn thấy tướng tá đẹp đấy. Kiểm soát bóng. Nếu sau này mà có không thành cầu thủ tốt thì nghĩa chắc có thể thành người mẫu cũng được đúng không? Rồi vậy bây giờ thức chọn đỏ luôn, cho đỏ luôn anh cho đỏ luôn. Rồi. Tiềm năng rất đẹp trai và cao to thì nên về làm người mẫu diễn viên giống Thanh Thức. Lì bạn này lì đòn là vô trung vệ là đúng rồi, ông này tào lao quá đi. Thế bên này cãi nhau quá trời luôn. Thế còn bên này, vâng, thế là bảo mẫu và khách mời đều chung quan điểm là tôi không xanh. Có liền lựa chọn, tôi bị lấy hai cái thẻ kia rồi. Thế nào? Ngáp thôi xanh. Xin được chúc mừng cho bạn Đỗ Thành Hên đã nhận được 4 tấm thẻ xanh và 1 tấm thẻ vàng từ huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ứng cử viên tiếp theo ngày hôm nay. Đây là Phạm Tuấn Kiệt, năm nay con 10 tuổi. Bạn này sở hữu cái kỹ thuật cá nhân rất là tốt, với cái xử lý ở cái khu vực đông người và cái body nói chung là cũng tương đối. Các cái trung vệ hiện nay giống như Đình Trọng thì ngoài cái việc thể hình, ngoài cái việc chuyên môn là kèm phá, đeo bám thì cái việc phát động tấn công, kiểm soát bóng cũng rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bình chọn dành cho bạn. Xin mời. 4 tấm thẻ xanh, tuyệt vời. Còn bây giờ anh thế nào? Anh Hồng Sơn. Vâng, lần đầu tiên trong cái bình chọn về vị trí này mà anh cho thẻ xanh đấy. Cảm ơn anh Hồng Sơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ứng viên Tiêu Gia Hưng. Văn Toàn tuy là mỏng nhưng mà rất là nhanh và sức rướn cũng rất là tốt. Văn Toàn hiện tại đang đá ở vị trí tiền đạo. Nhưng mà thực ra bình luận thấy có liên quan gì không? Ý là em đang so sánh là cái hình dáng thì giống, nhưng mà Văn Toàn thì đá ở vị trí tiền đạo, nhưng mà bây giờ mình đang lựa chọn ở vị trí trung vệ. Thì bởi vậy nó không có liên quan á. Ở vị trí trung vệ thì cần cái hình thể dày cơm hơn. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bình chọn cho Tiêu Gia Hưng. Xin mời. Vâng, 1 xanh, 1 vàng. Xanh, vàng, xanh. Vâng. Và tôi nghĩ là Tiêu Gia Hưng cũng có rất nhiều cơ hội ở trong chương trình Cầu Thủ Nhí năm nay. Hy vọng là bạn sẽ được lọt vào top của những trung vệ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ xem các bảo mẫu, rồi khách mời và đặc biệt là huấn luyện viên Hồng Sơn sẽ cho bạn Đức Duy này cơ hội như thế nào. Xin mời. Đổi đi, hồi nãy em vì chị rồi. Đổi đi. Đấy, rồi. Thẻ xanh vẫn đang đỏ, thẻ vàng vẫn đang là cũng nói chung là ưu ái rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bình chọn đến với một vị trí tiếp theo. Đó chính là một vị trí rất là sở trường của huấn luyện viên trưởng của chúng tôi. Đó chính là anh Hồng Sơn, vị trí tiền vệ. Trong bóng đá, những cầu thủ chơi ở vị trí phía dưới tiền đạo và phía trên hậu vệ thường được gọi là tiền vệ. Chức năng chính của họ là đoạt bóng từ đối phương, phát động tấn công để đưa bóng lên cho tiền đạo hoặc tự mình ghi bàn vào lưới đối phương. Nhắc đến những gương mặt vàng của vị trí này sẽ không thể nào không nhắc đến Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Minh Phương, Lương Xuân Trường. Cái lối chơi cũng như là cái xu hướng bóng đá hiện đại hiện nay thì không cần phải có dựa vào một vài cái tiêu chí hoặc một vài cái cá nhân nào đó. Trong một đội bóng lớn hay một đội tuyển vẫn phải có một cái chất xúc tác nào đó. Chúng ta vẫn thấy là nếu như Barca mà không có Messi hay Juve mà không có Ronaldo thì cái độ hâm mộ và những cái yếu tố đặt nặng lên cũng chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng. Vẫn có một chút nào đó thiên về những cái cầu thủ mà có xu hướng về sáng tạo, về nghệ thuật và một chút nào đó là sự trình diễn. Việt Nam thì có Xuân Trường, Tuấn Anh, một vài cầu thủ trẻ bây giờ, còn ngày xưa thì đương nhiên rồi, anh Hồng Sơn rồi. Xin cảm ơn. Vâng, và phải nói là đây là một vị trí rất là quan trọng ở trong đội bóng và chúng ta sẽ có 12 ứng cử viên dành cho vị trí tiền vệ này. Xin mời. Cháu xin chào các cô, các bác, các chú. Cháu tên là Đồng Hồ Đức, năm nay cháu 11 tuổi. Hôm nay cháu đến đây để tham gia Cầu Thủ Nhí 2020. Công nhận nhỏ có võ luôn á. Người rất dẻo luôn anh Sơn, phải không? Người rất dẻo. Anh Thức cũng nhảy thế này không? Vậy không được dẻo như vậy, chắc chắn luôn tôi không làm được như vậy. Có bạn này về đội của mình nhé, thì cũng mà nhảy suốt ngày luôn. Wow. À, em biết rồi, bạn này khi ra sân thấy người ta đang lao tới là bạn lo bạn mua. Vừa đá được mà vừa nhảy được nữa. Không biết anh Hồng Sơn làm sao ta? Anh Hồng Sơn á, nhảy thoải mái luôn. Anh Hồng Sơn là gọi là nghệ sĩ sân cỏ rồi. Nè, xem gia đình. Em có dám nhảy với anh Hồng Sơn? Gia đình đông con, gia đình anh. Gia đình anh ra luôn hả? Anh nhảy để anh cho biết là cầu thủ nhảy còn hơn cả nghệ sĩ. Thấy chưa? Hất tay anh ơi. Quá hay. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bình chọn dành cho bạn Hiểu Đức. Xin mời. Nãy giờ chị nha, chị Trâm mà chọn màu thì là anh Sơn chọn màu ngược lại. Như bạn này ở trong trung tâm của anh Sơn sao? Đây trung tâm Hải Phòng. À, trung tâm Hải Phòng có liên quan tới anh Sơn không? Hình như cũng có chút liên quan đó. Hai gương mặt cuối cùng ứng tuyển vào vị trí tiền vệ, Khoa Vũ đến từ Hà Nội và Phạm Bửu Minh đến từ Cần Thơ. Đây là hai gương mặt nổi trội. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem những bình chọn đến từ huấn luyện viên và các bảo mẫu cùng khách mời nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bình chọn cho bạn Khoa Vũ ở vị trí trung vệ, xem là bạn sẽ nhận được bao nhiêu sự tin yêu từ những bạn lãnh đạo của đội bóng của chúng tôi. Thiền tốt ạ, thiền tốt. Anh Thức. Nghe càng đông càng vui. Đấy. Là 4 thẻ xanh rồi, còn anh Hồng Sơn. Anh Sơn. Rồi xong bỏ luôn luôn. Thẻ đỏ. Không, thực ra thì anh Hồng Sơn cũng đã nhìn thấy một số các cái điểm hơi bất lợi của bạn này một chút, đó là cái hình thể bạn ấy hơi to và sẽ hơi chậm, cái là cũng cần phải rất là nhanh để có thể theo bám được các hậu vệ khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bình chọn dành cho bạn Bửu Minh. Bạn này chơi kiểu độc lập hơn. Hôm đó mà bạn đá tiền vệ nhưng mà bạn lên tấn công ghi bàn, mình nhớ là ghi không lập nhất, ghi 2 bàn luôn. Theo như Thanh Thức thì bạn này rất tiềm năng đúng không? Còn anh Hồng Sơn, anh quyết định đi ạ. Vâng, tôi để xem bạn ấy Thanh Thức thế nào. Là cơ hội cho Thanh Thức đấy nha. Ok, cảm ơn anh. Coi như là bạn ấy có cơ hội nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một vị trí tiếp theo, một vị trí quan trọng nhất của trong một đội bóng, đó chính là vị trí tiền đạo. Một người phải gánh một cái trọng trách rất lớn, đó là ghi bàn. Và chỉ có ghi bàn thì bóng đá mới có chiến thắng, mới có thắng có thua, đúng không ạ? Chứ còn trận nào cũng hòa thì bóng đá chán lắm. Thế cho nên là vị trí tiền đạo là vô cùng quan trọng. Vị trí tiền đạo, một vị trí không thể thiếu như những mũi nhọn tấn công. Người chơi ở vị trí này thường đứng gần khung thành đối phương nhất và do đó chủ yếu chịu trách nhiệm ghi bàn cho đội bóng của mình. Xem nào, chúng ta có Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Lê Công Vinh hay Công Phượng. Còn bây giờ, hãy xem những gương mặt tiền đạo nhí của chúng ta ở Cầu Thủ Nhí năm nay nhá. Chào các cô chú các bác. Con tên Đại Dương, năm nay con 12 tuổi, con sống ở Bắc Giang. Bình chọn dành cho bạn Đại Dương để xem các huấn luyện viên của chúng ta sẽ đưa ra ý kiến như thế nào. Xin mời. Đấy. Chị Trâm đây suy nghĩ gì ạ? Còn đội khách mời thì sao? Sau một hồi suy nghĩ thì vàng. Còn như thường lệ đúng không? Là luôn luôn yêu thích các bạn trẻ, yêu thích các bạn thiếu nhi cho nên là sẽ cho thẻ xanh. Với tôi tên Đại Dương thì đã là bao la rồi. Bao la rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một đại nữa và chúng ta sẽ cùng bình chọn cho bạn Đại Nhân. Xin mời. Xin chào Đại Nhân. Anh Nhân đã hay không? Anh Nhân đã hay đội trưởng Captain America. Đúng rồi, America. Ca sĩ Đại Nhân ha. Nhóm ca sĩ Đại Nhân. Bạn này thể hình khá là tốt đúng không anh Sơn? Không, thể hình cũng không chưa được đẹp, nhưng mà bạn ấy rất là đẹp. Nên theo được đánh giá là tốt là được rồi nè. Đại Nhân này là một trong những đại diện của Đồng Nai mà bạn ấy cũng có kỹ thuật rất là tốt, sút bóng cũng tương đối tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bình chọn dành cho bạn Đại Nhân. Xin mời. Đây. Wow. 4 ý kiến là xanh nhưng một ý kiến là đỏ. Đúng rồi. Đây là tiền đạo mà, vị trí của em đấy Ngọc Trâm, đúng không? Là 5 xanh, tuyệt vời, chúc mừng cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ứng cử viên có cái tên Nguyễn Trọng Vĩ. Con tên là Nguyễn Trọng Vĩ, năm nay con 11 tuổi, con ở Long An. Với bạn Trọng Vĩ này thì đây cũng là một cầu thủ rất là tiềm năng. Cho em nói thêm xíu nữa, đã có nói là tại sao bạn trầm tính. Tại vì nhiều khi cái tính của bạn là như vậy và sau này bạn biết được là lớn lên bạn sẽ trở thành hot boy hoặc là một cái người gì đó rồi kiểu lạnh lùng như vậy. Con gái rất là thích như em rồi. Em rất là thích cái sự trầm tính của bạn, nhìn nó vẻ lạnh lùng. Thế thì anh không phải là người gu của em rồi, vì anh nói suốt từ đầu đến giờ. Dạ, thật sự từ đầu giờ anh cũng phải gu của em. Thì thế là em xanh. Rồi. Và phải nói là cầu thủ này là một cầu thủ tiềm năng, đương nhiên là xanh rồi các bạn ạ. Không phải bạn. À, tôi thấy có mấy ý kiến thế này. Thứ nhất là Ngọc Trâm là vàng này, còn Xuân Nghị là xanh này. Bên này có một ý kiến mà đỏ chót từ nãy đến giờ. Em đỏ hả? À, không, em xanh á, bị đổ màu. Và xin được chúc mừng cho bạn đã có được cái sự quan tâm, ưu ái của những khách mời, các bảo mẫu và đặc biệt là huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn. Vẻ này rất là lanh mà vừa rất khỏe nữa, nhỏ con chứ khỏe lắm, nên lên tấn công xong về phòng ngự luôn, lên công về thủ, gọi là pressing toàn sân luôn đúng không? Thấy vị trí nào bạn cũng có mặt cái đơn rất là lanh lợi mà. Nếu như mà bạn ấy có cái nền tảng thể lực tốt mà như thầy Đức nói là tả xung vũ đột, có thể tấn công cũng có thể về phòng ngự được, thì đó cũng là một cái yếu tố để thúc đẩy tinh thần toàn đội. Nếu như trong đội bóng mà có một cái người như vậy thì các cái vệ tinh xung quanh cũng như là đối thủ họ rất e dè, rất sợ những cái cầu thủ nào vừa lì lợm, di chuyển nhiều và có thể là phòng ngự và tấn công nữa. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bình chọn dành cho bạn Lô Minh Tuấn. Xin mời. Chắc chắn rồi, ở bên này thì Thanh Thức đã đi rồi và đã cho một thẻ xanh, Ngọc Trâm thì cho thẻ vàng, còn bạn thì lại thẻ xanh. Hình như em không có màu gì khác ngoài màu xanh à? Đâu, em còn có màu vàng nữa chứ. Tôi nói đùa. Nhưng mà em thấy tiềm năng ở các bạn, em nhìn vào mắt các bạn em biết là đó là một niềm đam mê, một cái sự ý chí. Và còn anh Hồng Sơn thì sao? Một thẻ vàng để cho bạn thêm một cơ hội đúng không? Và chúng ta cũng thấy rằng Lô Minh Tuấn cũng đã được các vị huấn luyện viên này, khách mời cũng như là hai bảo mẫu đã rất tin tưởng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ứng cử viên tiếp theo, bạn Hoàng Quân. Tên là Nguyễn Hoàng Quân, năm nay con 11 tuổi. Đây là lần thứ 3 con thi cầu thủ nhí. Thực ra thì bạn này sử dụng chân trái. Đúng rồi. Và cái chất liệu này để mà nếu được vào ngôi nhà chung thì chắc là hai bảo mẫu cũng sẽ có rất nhiều cái để khai thác. Nhưng mà trước khi chúng ta vote thì chúng ta hãy nhìn kỹ lại hai khuôn mặt của bạn này với cả Ngọc Trâm có cái gì như nào nhỉ? Ngọc Trâm có thể bình luận về cầu thủ đấy. Sân trơn hay ngã. Này là lỗi do sân. Phải, trưa nắng mà cái cô bé áo hồng đứng xa xa làm chói mắt bé té. Đây, với tôi là tôi sẽ thế này. Em nghĩ đây là cơ hội dành cho bé quá tam ba lần nha con nha. Cái thứ hai kiên trì là nói với anh Hồng Sơn một chút thôi, là thực ra chúng ta đi mời khách mời cũng khó khăn mà anh ạ. Cho nên là nhiều khi chúng ta cũng nên ưu tiên khách mời một chút. Đấy, có tính chất họ hàng đấy. Thế cho nên là nếu ai mà dơ đỏ lần này tôi sẽ ra, tôi sẽ bẻ còi, bẻ thẻ đấy. Xin mời, chúng ta sẽ cùng bình chọn dành cho bạn. Vẫn đỏ luôn á anh. Anh ơi, đúng rồi. Anh nên thế này thì để chương trình còn khách mời anh, không khách mời về mất. 4 thẻ xanh và 1 thẻ vàng của huấn luyện viên Hồng Sơn. Một lần nữa xin được chúc mừng cho bạn. Xin chào mọi người, con tên là Nguyễn Duy Nguyễn. Bạn này bạn là Duy Nguyễn, tôi thấy là đẹp dai là một này, thể hình tốt này, rồi lại còn đang trong đội tuyển này. Đấy, bây giờ thì các khách mời chúng ta sẽ đưa ra nhận định của mình. Ngọc Trâm đẹp trai. Anh ơi, anh vừa gọi em Hồ Bích Trâm. Không, anh gọi chị Ngọc Trâm mà anh nhìn em. Anh bị nhầm. Có nghĩa là bây giờ anh gọi tên chị mà không muốn nhìn mặt chị luôn. Bây giờ thế nào? Còn bên này Xuân Nghị thì sao? Ổn mà anh. Ổn đâu? Mọi thứ ổn, mọi thứ vẫn tiến triển tốt. Tốt, dàn rồi. Tại sao lại không cho thẻ vàng? Trâm nói là đẹp trai quá, nó nói đẹp trai thôi để về để làm việc khác, làm người mẫu đi. Trâm nghĩ rằng sau cái chương trình này chắc là Thanh Thức cũng tìm ra được một số truyền nhân của mình đúng không? Dạ được, nãy giờ được 2-3 em rồi đó. Em nghe nói anh chuẩn bị thành lập công ty người mẫu mà. Thì đó, nãy giờ thu hút người mẫu nhí trước để làm học viên nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ứng cử viên cuối cùng ở vị trí tiền đạo, bạn Trung Hiếu. Con chào mọi người, con tên là Nguyễn Trung Hiếu, năm nay con 12 tuổi. À, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ô, bạn này nhanh đấy, cao đấy. Đẹp rồi. Cao đẹp. Và với một thể hình rất là tốt như thế này thì không hiểu những khách mời của chúng ta sẽ có cái bình luận gì về bạn Trung Hiếu này. Cái thể hình cũng là một trong yếu tố thôi. Còn cái quan trọng là bạn ấy ứng dụng trên sân như thế nào, cái thực tế của bạn như thế nào, ghi bàn, di chuyển hay cái hiệu suất của bạn như thế nào. Đó cũng là cái mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Đúng rồi, tại vì tôi cũng là mẫu tiền đạo thể hình cao to, nhưng mà tôi biết được bởi vì tiền đạo cao to chưa chắc là đã đá hay. Ngậm ngùi phải nói câu đấy đúng không? Đó, chứ thật sự thì cao to cũng là một lợi thế. Mình không đá được thì mình làm tường, mình có thể đỡ bóng cho đồng đội mình, có thể mình thu hút đối phương. Đó cũng là một lợi thế. Cao to đẹp trai có thể thu hút cả khán giả nữa. Đó, thu hút cả khán giả luôn. Đó cũng là một lợi thế thứ hai. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phải đến với quyết định dành cho bạn Trung Hiếu này để xem bạn có thể lọt vào vòng trong hay không. Xin mời bình chọn từ 4 vị giám khảo cũng như là huấn luyện viên trưởng Hồng Sơn. Xin mời. Vâng, đó là 4 thẻ vàng và 1 thẻ xanh rất ưu ái từ Hồ Bích Trâm. Cứ đẹp trai là được anh à. Ngoài ra, chúng ta còn có một số ứng viên khác. Có em xuất sắc và vẫn có một số em vẫn chưa đạt được yêu cầu mà ban huấn luyện và khách mời đã đề ra. Các thẻ xanh, vàng, đỏ liên tiếp được bình chọn. Không khí trường quay vẫn không hề hạ nhiệt so với ban đầu. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho tất cả các bạn đã lọt vào vòng này. Hiện bây giờ thì trên tay của Tuấn Tú đang có danh sách của 18 bạn có tên sau đây đã lọt vào vòng tiếp theo của Cầu Thủ Nhí 2020. Và chúng ta sẽ được nhìn tên của các bạn đến ngay bây giờ. Xin mời. Vậy là vòng tuyển chọn của huấn luyện viên, bảo mẫu và khách mời đã khép lại với những điểm số đánh giá hoàn toàn chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với danh sách những bạn nhỏ xuất sắc nhất. Nguyễn Ngọc An Sang, thành phố Hồ Chí Minh. Trần Gia Bình, Hà Nội. Lê Nhật Cường, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Tuấn Tú, Hà Nội. Nguyễn Trọng Vĩ, Long An. Tiêu Gia Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Gia Khiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng Hiểu Đức, Hải Phòng. Đỗ Thành Hên, thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Trần Tuấn Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Lô Minh Tuấn, Cần Thơ. Nguyễn Duy Nguyễn, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hoàng Quân, Hà Nội. Phạm Tuấn Kiệt, Hà Nội. Phạm Bửu Minh, Cần Thơ. Ngô Hải, Đại Dương, Bắc Giang. Nguyễn Minh Đức, Hà Nội. Trịnh Ngọc Nguyên Khang, Hà Nội. Xin được chúc mừng cho 18 bạn cầu thủ nhí đã chính thức lộ diện. Và chúng ta hãy thử đoán xem hai nhân tố còn lại đứng vào hàng ngũ top 20 là những bạn nào nhá. Và còn hai bạn nữa, đó chính là hai nhân tố bí ẩn sẽ có mặt ở trong top 20 của Cầu Thủ Nhí 2020, chúng ta sẽ được biết vào tuần sau. Và bây giờ thì xin được cảm ơn các khách mời đã đến tham dự chương trình. Cảm ơn hai bảo mẫu, nhà đông con đúng không? Cho nên là đã rất nhiều những tấm thẻ xanh được đưa lên. Xin được cảm ơn huấn luyện viên trưởng Hồng Sơn đã có những cái chia sẻ rất là công tâm để có thể tìm ra được những cầu thủ tốt cho tương lai, cũng như là thật là tốt, thật là xuất sắc để có mặt ở trong top 20 của Cầu Thủ Nhí 2020 năm nay. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin hẹn quý vị và các bạn vào lúc 15 giờ 10 phút trên VTV3 thứ 7 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Top 20 đã dần hé lộ. Những thách thức nào dành cho các bạn cầu thủ nhí top 20? Và ai sẽ là người đi tiếp? Ai sẽ là người phải dừng lại? Quý vị đừng bỏ lỡ chương trình Cầu Thủ Nhí 2020 được phát sóng vào lúc 15h 10 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3. Lốt Tề hân hạnh đồng hành cùng chương trình.